Mình đang ráng quay đầu tu tập, chủ yếu là ở trên này mỗi lâu lâu chú lên để khuyên bảo mọi người ai đạo gì giữ đạo đó và quay đầu. Còn nếu mà muốn có tin chú thì quay về hướng đông bắc, thành thánh xin cha với mẹ đeo dấu thiên đăng để được chư vị gia hộ, chỉ mục đích là ăn hiền ở lành để mình qua cái tai nạn của thời kỳ này. Để thời kỳ này nó khủng khiếp lắm, nó không có đơn giản như mình thấy. Người ta đang bình thường giàu có mà hôm nay phải sống chui sống nhủi, thiếu thốn đồ ăn lạnh lẽo rồi nằm ở dưới hầm, rồi bây giờ mình chưa tính nữa những chuyện giống như bệnh tật Covid làm sao chị, rồi những bác tiểu đường hay là bệnh này bệnh nọ mà nhà thương bị bom của Nga nó làm sập hết thì mấy cái đó chết rất là nhiều luôn á. Chứ nghĩa là người mạnh khỏe là đã là chết rồi, huống chi những người mà bình thường bệnh. Bây giờ mình tưởng tượng nước Mỹ này nó đang vậy mà hiện giờ là cướp bóc đang nổi lên, tại vì xăng bây giờ mấy thùng xăng nó cũng khoan vô, nó ăn cắp xăng nữa. Mình cứ nghĩ bao nhiêu người tiểu đường, thai máu, lọc thận, ung thư nhẹ, ung thư mạnh gì nằm đầy nhà thương, mà chiến tranh cái rồi bác sĩ y tá đâu chạy trốn hết mất hết thì làm sao mà con người sống được. Thì bên Dương Hoang nó không đầy mấy tháng mà đã cực kỳ thay đổi lớn, thì mình cũng phải trân trọng hiện giờ mình còn mỗi ngày mạnh khỏe. Sáng thức dậy, mỗi sáng thức dậy mà mình thấy cái đầu mình không có quay quay, mình thèm ly cà phê, mình phải cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn trời Phật cho mình có một ngày có nhìn thấy được bình minh. Chứ mình không bao giờ mình ngờ được ngày mai mình sẽ ra sao nha. Hồi nãy dừng nói 7 tỷ người á, thế mình thấy nói ngày lễ của thầy 18 tháng 5 đông như vậy thầy có vui không chú? Đức thầy á vui, sư phụ vui bữa đó rất là vui. Mình nên nhớ tất cả những gì mình làm mình thấm, Đức thầy là Phật nha, ngài có thể hóa thân cái dạng người được, ngài biết hết á. Có những người comment trên này hỏi những cái câu mà chạy tới chạy lui chừng 5 7 lần mà Kiệt không trả lời ấy, làm ơn đổi câu khác, tại vì cái nó không có đúng để Kiệt trả lời trên một cái này là cho toàn thế giới. Hiện giờ có 3.506 người nhưng mà cái clip nó sẽ có nhiều người coi, cho nên những cái câu mà nó không có hay á nó tóm lại Kiệt đọc hết, nhưng mà cái nào Kiệt không trả lời thì làm ơn đổi cái đề tài khác, chứ đừng có đi lợt đề tài. Chứ không phải chị không có nhìn thấy nha quý vị. Tùy theo cái câu thì trả lời. Tự nhiên hỏi mấy câu lãng xẹt sao trả lời, mà cứ chạy hoài á, nó mất thời giờ của quý vị, cũng mất thời giờ của những người khác hỏi nữa. Dường Lam Úc Trinh nói cúng mẫu ngày 8, 18, 28 rất là đúng. Như lúc 3 ngày đó là cúng 12 bông, 12 nước, 12 trái cây. Cúng mẹ nó, nếu Việt Nam nó có trầu cao á bỏ lên nữa. Rachel Nguyễn nói đầu tháng 8 con mời thăm chú Kiệt. Nó con phải nói bài qua thêm Long Sơn thăm cha, thăm mẹ, thăm Phật, lại Phật, rồi lúc đó rảnh thì giờ thì thăm chú Kiệt, chứ chú Kiệt không có lạ gì hết. Chú Kiệt người truyền tin, sau này chú Kiệt có chấp nhân loại không có được thờ hình chú Kiệt mà phải thờ hình cha với mẹ, phải theo cha với mẹ suốt đời đời này qua đời nọ. Đừng có ai nói về Thiên Long Sơn thăm Kiệt mà Kiệt không có gặp người đó đâu á, tại vì Kiệt có cảm ứng thông á. Có nhiều người lên á cả chục lần á cũng không gặp Kiệt, là vì cái tâm muốn gặp Kiệt thì sao, muốn gặp những khỉ ba màu này lạ cái nào đúng không, trong khi Phật thì không lại mà muốn gặp Kiệt. Người nào á thành tâm á mà lên không cần cái số mở cổng, chỉ cần khấn Long Sơn thần thôi, thì ngài thấy cái người đó là thật tâm, ngài báo cho Kiệt. Kiệt có nằm ở nhà hay là Kiệt bận nào Kiệt cũng chạy lên nữa, Kiệt nói thật. Còn người nào mà lên mà cố ý mà gặp Kiệt mà coi con khỉ bảy màu này nó lạ lùng sao á thì đừng hòng gặp Kiệt, khó lắm á. Cái chuyện nó cho là Giọt Lê nói ông Trump có đắc cử vào năm 2024 không anh Kiệt? Bây giờ là mình đã thấy rồi, quân của chúng ta cũng giống như là ngày xưa thành các tư hãn thì chiến thế giới vậy, đoàn quân tới đâu là thắng tới đó, mà hạ diện thượng diện xong luôn, cần gì phải hỏi. Bộ 10 năm mà hy sinh để mà giảm tuổi thọ cho ông Trump bộ phí à, đâu có phí, bây giờ em thắng hết không.
Nước Mỹ giàu sao đi nữa nó khổ một như thế giới sẽ khổ mười. Thượng đế tạo ra nước Mỹ là cũng giống như phải có một đàn anh để mà lo cho đám đàn em vậy đó. Cho nên giàu sao cuối cùng nước Mỹ vẫn là nước ở cái lợi thế nhất. Nước Mỹ mà không ổn định, trái đất mình không ổn định. Nước Mỹ mà không một người tốt mà lãnh đạo thì bao nhiêu cái xấu của những thế giới khác nó sẽ lấn áp những nước nhỏ. Cũng giống như dân chơi không có thằng đại ca, sấm này sấm kia quýnh lộn nhau tối ngày, mà có thằng đại ca mấy sấm kia là nó im, thì nước Mỹ sau này sẽ trở lại mạnh lại, ông đảng Cộng Hòa thắng lại, thì lúc đó tất cả những cái ác của những cái độc tài, những cái gọi là bất thiện á, sẽ như thầy Tennis nhẹ chìm. Lê Văn nói cứu bà, cứu Phương Hằng đi anh chị. Trời ơi, anh làm gì cứu, tốn ba ngày nhiên á, anh nghĩ là biết bao nhiêu mệt á. Tự nhiên á, mình lấy công đức của mình xin cho bả, bả cũng có nghiệp của bả. Bả là khởi đầu, là một nhà từ thiện là rất là tốt. Nhưng mà cái xã hội thời nay đó, nó lại có những cái xấu trỗi lên như là đậu bệnh đậu mùa vậy đó, nó phải nổi lên hết. Thì bả là trong những người, mình phải nói cái câu nghe, có sứ mệnh của Thượng Đế đó, chứ không phải là người thường. Hôm nay ăn hiếp bả, người đó sau này sẽ bị nghiệp nặng lắm á. Kiệt bả hù đâu nói với bạn. Tuy là Kiệt nói cái này, có những người không tin Kiệt sẽ cười Kiệt và nói Kiệt binh bả, nhưng mà Kiệt thương các bạn, thương những ca sĩ, những người chống đối bả, làm ơn có xử bả cũng nhẹ tay. Kiệt chỉ nói vậy thôi. Bả có sức mạnh đó, sức mạnh để mà mãi. Chứ bây giờ cái xã hội thời nay nó phải đi qua một cái màn kịch vậy, cũng giống như người đóng phim. Đến lúc người đóng vai chánh, đóng vai phụ, Kiệt thì đóng vai cái gì biết vai gì đó, có thể là vai phụ, sư phụ, rồi đóng vai chánh, đại khái bả cũng là đóng vai phụ mà một kiểu khác. Rồi có những người cũng đóng vai giống như ông Chồn là ông Hoàng Yên, rồi cuối cùng thì là người nào ra người đó, hãy ai đóng vai đúng thì cha sẽ được thưởng. Còn mà mình xuống đây mình đóng vai mà mình nói nhiều quá đó, nghiệp của mình, tự bả bị cái lỗi bả nói nhiều á. Bữa kia bả đừng nói, bả không chịu nghe. Ngộ á, thế giới hiện giờ nó loạn cào cào, cũng giống như gì ta, cũng giống như cô gái đầu lông, đánh tất cả hết, phe này phe kia, tà giáo, môn phái này môn phái nọ, nhạc bắt quần, Trương Nhu Kỵ, cuối cùng rồi tạ tốn Trương Nhu Kỵ sẽ thắng. Tức là nước Việt mình giống như Trương Nhu Kỵ vậy đó. Thì hiện giờ nó còn hơn là Hoa Sơn lượng kiếm trên thế giới. Mọi chuyện sẽ xáo động toàn cầu này, không có nước nào được yên ổn. Con người mình không có ai được cái tâm an lạc bình an trong cái thời điểm này. Đó là mình đang đi trải qua gọi là thời cùng cực của xã hội. Bỉ cực tới Thái Lai là vậy đó. Nếu không có bỉ cực, Phật với lại trước thời gian ngày nói chuyện ai đâu nghe, Chúa Giêsu xuất hiện nói chuyện ai đâu nghe. Mình phải những cái xấu như kiểu và rồng lửa, và những cái độc tài hung dữ như kiểu vô tinh, thì sau này thế giới sẽ ngồi lại dùng những cái đó để mà thương yêu nhau. Chỉ có tình thương á, nó mới làm sạch đi cái trái đất ô nhiễm này. Không còn Covid, không còn nạn đói, không còn chiến tranh. Nếu mà thế giới không có quốc gia nào mà đừng có nghi kỵ thôi, thù hằn lẫn nhau và chế tạo vũ khí, mình dùng những cái đồng tiền đó để mình làm những cái chuyện gọi là đi siêu qua không gian, qua những thành tinh khác, có phải là rất là nhiều ích lợi không? Hiểu gì nghĩ đó là thời vàng kim là vậy. Nhưng mà hôm nay chuyện nói nó hơi xa. Có những người hiểu về đạo thì người ta hiểu, còn có những người không hiểu đạo, người ta thấy trước mắt hôm nay là chiến tranh, rồi ngày mai là bệnh tật đói rách, thì người ta chỉ biết vậy. Rồi người ta cứ dùng mưu cơ, mưu cao tính kế. Nhưng mà mưu cỡ nào cuối cùng rồi cha là người quyết định cuối cùng. Tất cả những cái ác được bảo đảm 1 triệu% sẽ chìm xuống đại biển. Và hôm nay mình thấy bên Ấn Độ là nước Sri Lanka đó bắt đầu chết đói rồi đó.
tất cả những thai trục sẽ đi vào quá khứ. Phe đồng minh sẽ ăn mừng đại thắng. Hải Nguyễn nói: ngày ơi, thấy mình thịnh trị còn xa không? Còn xa hay gần là do mỗi người có thành tâm hay không. Hấn, mình hấn càng nhiều, tức là mình lập đơn càng nhiều thì ở trên mấy vị làm cho lẹ. Còn nếu mình không lập đơn, mình không biết sợ, mình không biết quay đầu, không có nghe, không có tin những người chuyện nói, thì mấy vị cũng để cho mình đau khổ. Rồi đến lúc mình khổ rồi đó, thì mấy vị mới cứu. Cũng giả sử giống như đạo Phật của vị Tăng Lắc Năng, nghĩa là các con phải phải cầu pháp, phải cầu Phật thì Phật mới nói chuyện với mình. Thì ở trên các cái vị cũng là như vậy, mình phải xin ngài, mình phải biết đau khổ, mình phải biết sợ, thì lúc đó cha mới đưa tay cho mình đưa tay cha mới kéo lên. Còn bây giờ mình cứ nghĩ ngày mai sẽ hết rồi, ngày mai nghe sẽ thắng rồi, mình lợi này lợi kia, mình không còn tin tâm linh nữa, thì lúc đó đó cái sự đình trệ này nó kéo dài hoài. Cũng giống như nước Tàu bây giờ, quý vị thấy không? Họ biết họ làm sai nhưng mà quay đầu lại không được. Nghe cũng biết nghe làm sai, cũng quay đầu không được. Sau này nhân loại, những người nào có phước hữu duyên đeo dấu hiệu này sẽ được về trời. Những dấu khác cũng có thể nghe, nhưng mà nó không có giống như mình có cái passport của Mỹ á, nó mạnh hơn passport của Thái Lan nghe không? Nó mạnh hơn, đi khắp thế giới được. Thì gán vào nghiên cứu. Mình hôm nay mình sống rất là khoa học điện tử, nhưng mà thật sự mình sống rất là gần với chư thiên chư Phật. Nghe quý vị, mình ở một cái thời nay chỉ có trời mới xuống cứu mình thôi, chứ ngoài ra mình nhìn thấy ai cứu mình. Bây giờ nước nào cũng có bom nguyên tử hết, ai cũng nóng tánh hết, ai cũng thủ hết, ai cũng thằng chim nhân ủi bữa nào đó bụng thì ra nó bắn ba trái, rồi nó bị chột bụng nó bắn ba trái, bữa giờ bắn hoài á, nó cứ hù tao hoài. Nghe cũng vậy, đụng chút là hù. Bữa nay Trung Cộng hạ thủy thêm chiếc hàng thông mỗi hạng nữa, vì thấy không, loài người lúc nào cũng hiềm tích nhau, cũng mua tính đổ tiền xây dựng những cái vũ khí, những tàu ngầm, những quả tiễn lợi hại văn minh để mà triệt hạ lẫn nhau. Tại sao mình sống ở chung một cái trái đất nó gần gũi như vậy nè, nó cũng giống như anh em chung một nhà. Tại vì trái đất này là cha mẹ tạo ra, là mình là anh em nhà, thì tại sao mình không đã thông tư tưởng, mình tìm cách mình giải quyết, mà mình phải dùng bao nhiêu tiền, nội mở tiền vũ khí á, mà chỉ gần 1% thôi là cứu đói toàn thế giới, mà không chịu làm. Để đến khi mà Phật xuất hiện, họ nấu cho họ mới quản hồn, thì đó là muộn hết trơn rồi. Trần Nguyên Thành nói: ngày 3 tháng 6 chú Kiệt ở Hà Nội, Thủ Đức ngập nước, có phải là đại ông Thiểm? Ô, cái đó là đại ông Thiểm gì? Đó là chỉ là cho mình thấy là chuyện lạ, tại vì xưa giờ chưa có những cái chuyện ngập nước vô lục đó, không? Còn đại ông Thủy là sập luôn cái đất, nguyên cái thành phố sập luôn á, mới gọi đại ông Thủy. Đó là để cho mình đi bắt cát trên đường lộ chơi mà. Tất cả mọi thứ hiện tại, hiện tượng mà nhỏ hay lớn á, là mục đích là gì không? Đã chịu lên đây nói như vậy, mục đích là để cho mọi người chúng ta nè biết là cái thời đại của mình là thời tận thế, mình phải làm gì, chứ không phải cứ lo như hồi những năm trước mà cứ mô mô tính toán hoài. Để cho mình ngồi thiền, đọc kinh, tu tâm, ngồi tịnh để mà qua cái cơn bị khổ ải này, chứ không phải mà để lũ lụt cái mình lo mình chống lụt, rồi cái qua lụt cái mình chống cái khác. Mình cứ không có, mình cứ bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội ở trên đã răng đe mình, những cái lũ lụt, những cái đó, những cái thất nghiệp, những cái mà bệnh tật này nọ là răng đe, để cho mình sợ mình quay đầu với Thượng Đế. Trung Tấn Bà Rịa nói: chiến tranh đến chưa anh?
Ủa bà, anh không thấy bên vô khen te tư hả? Anh này hỏi ngộ quá nghe. Ý anh muốn nói là chiến tranh Trung Quốc hả? Hiện giờ tôi thấy hình như Trung Quốc với Nga mấy chục chiếc tàu chiến dàn chặn rồi đó. Rồi sắp sửa có mấy chục nước trên thế giới đang tập trận. Anh nghĩ 30 năm nay, nọ là mấy mai tập trận qua lại, anh nghĩ không tốn tiền nữa, mỗi ngày anh biết nhiêu tỷ. Cho nên nó đánh thiệt á, chỉ có một cái là chờ thời gian phải không? Mình nói giả sử nha, đánh hiện giờ mà đánh liền thì Trung Cộng với Nga thì hai bên thì trực chia chọi với đồng minh, thì có thể đồng minh hay xỉn nỉm, mà đợi mỗi một ngày cái đầu con rắn mà của Nga mà nó yếu đi á, đến lúc mà Trung Cộng mà nội bộ nó bầu cử gì kế tiếp á, bắt buộc nó đánh, thì cho nên lúc đó một thằng là xìu, một thằng là bệnh tật, cả hai đều thua, có nghĩa là trục sẽ thua lẹ hơn. Còn hôm nay mà hai trục mà còn mạnh á, mà nổi lên một lượt á, thì đồng minh cũng hơi xỉn nỉm nhưng mà cũng sẽ thắng, ý kiến nói vậy đó. Nghĩa là Trung Cộng nó còn hơi lưỡng lự, ý là làm mẹ nó cho rồi, còn không á thì giảng hòa, trả Hoàng Sa Trường Sa lại Việt Nam, đổi thể chế là xong, đâu ai muốn nước Trung Cộng bị gì đâu, nó chỉ làm có bao nhiêu chuyện đó thôi, trả lại cái biển cho người ta, ai muốn qua lại kệ người ta, của người nào trả lại cái người đó, chuyện dễ ợt. Lâm Nguyễn nói trông cho bấm nút hạt nhân, trời ai còn ai mất cho xong, cứ sống như vậy khổ như nhân loại. Ô, anh nói kiểu gì không có đúng anh nha anh Long, anh nói vậy á mình anh chết thì không sao, anh chết thì anh cứ nhảy lầu quá không, anh không biết tôi anh nhảy lầu chứ anh xuống nó bắn ở đó nó sẽ có biết bao nhiêu triệu người, nhưng mà anh nhớ một thằng bắn được thì mấy thằng kia nó bắn được, thì cả cái thế giới là 7 tỷ người, không biết lúc đó còn lại chừng 7 người không nữa, mình chắc 7 người cũng bị ghẻ nữa, không có nên nói như vậy bi quan quá. Sao anh không tu đi, lo ngồi thiền đọc kinh để cho nó qua thời gian. Trần Thị Hồng nói cái việc ơi, khi nào bùa chú thế gian bị thâu lại chú, khổ quá chú ơi, khi nào nước Việt giàu có thịnh vượng thì người ta mới không dùng bùa ngải, tất cả những sư thầy, những nghệ sĩ vô quỷ, Bồng Lai, Võ Hoàng Yên, Bùa Ngải, hội này hội kia, tất cả mọi thứ tùm lum hết, gọi là mỹ danh á, đều ghi lại một chữ tiền. Nếu mà ai cái đời sống bình thường giàu có đâu ai cần đi bỏ bùa ta làm gì không biết không, mọi thứ là tiền hết. Thầy lên trên mạng ẵm đứa em bé giả bộ giống như hình người mẫu, cứ lên trên mạng mà mấy thầy đâu cần phải làm vậy, thầy phải ẩn tu đồ là mục đích gì, tiền. Trên người chú bị có một số người chú biết luôn, mấy thầy bển mà nổi tiếng nghe, cho mấy dư luận viên mười mấy ngàn người vô report, nghĩa là chú là người bình dân học lớp 4, chú đâu có học giỏi như mấy thầy đâu, mà mấy thầy còn sợ chú nói chuyện giỏi hơn mấy ổng, đâu có, chú đâu nói chuyện giỏi, chú nói thật thì có, thật từ tâm, thật là sự thật à, nhưng mà tối ngày cứ muốn ăn hiếp chú hoài, chú biết hay không biết, chú chỉ nói để cho mọi người có sự nhận xét, để cho mình biết là qua cái mùa chiến tranh lũ lụt Covid mình không có bị gọi là stress là cái gì ta, tinh thần căng thẳng, và mình biết được mình sẽ có một cái tương lai cực kỳ sáng lạn. Còn nếu mà mình không biết mình có tương lai sáng lạn khi Phật Di Lặc xuất hiện là tương lai sáng lạn, nước Việt giàu có đúng không, thì hôm nay mình bị Covid thì biết bao nhiêu người tuổi trẻ mà nó hôm nay nó biết là giống như đi đường cụng nổi loạn thì sao, nhờ chú nói cho nên Việt Nam đó, mấy con gái tụ tập không nổi loạn, bọn nó ghen tức ở không có, tại vì thiếu người ủng hộ. Hồi xưa ví dụ mỗi tháng thu nhập được 300.000 đô của biết nhiều Phật tử thế giới, hôm nay có kiệt dốt này lên nó chót cái nó mở ra chánh kiến
thu hoạch xuống còn có 30.000 đô, mất mất tiền nhiều quá cho nên hơi hơi giận kịp. Kiểu đó làm gì mấy mấy vị nó giận được đâu, thì muốn chết, từ bi không có kẻ thù nghe, kiểu không có kẻ thù. Y nguyện nói nằm mơ thấy chú mừng muốn chết. Thật sự trong cái vui vui mà nó nạn gì đó cứ kêu thiên tính kiệt, thì cái chân linh người Việt sẽ bay tới để giúp cái gì đó là thật, có nhiều người được cái đó mà kiểm chứng bài trên, mà trên nói thiệt chị không phải là 1 triệu đâu, kiểu nó thì có nhiều lắm, thì cái gì cứ thử đi, kiệt lòng từ bi mà ai cầu cứu thì giúp. Thì có một fan bán chợ gì ở trên kia nhà hàng gì đó ế ế cái ra cái chỗ có một hội địa thờ hội địa anh trước, cứ nói nghe tôi là đại tờ tôi mang họ Thiên, tôi quen với anh Thiên Tuấn Kiệt ở trên mạng, sư phụ tôi trời ơi, tối ngủ nằm mơ thấy ông thổ địa làm cho đắt lên liền, nghĩa là cỡ nào cũng mấy vị sẽ gia hộ những người thành tâm, nhưng mà bề ngoài người thế gian thì không có uy tín, thì không có quyền lực, cũng chẳng có kênh này một mình với một cái điện thoại, cũng không có bạn bè, cũng không có ai sau lưng hết, nhưng mà chỉ có tất cả các chi vị trên trời và đồng thời bên cổ vô vi chỉ có rất là nhiều người gia hộ kìa, trong đó có tất cả những vị thổ thần thổ địa ở ngay nơi nhà của gì ở nữa đó, nhưng mà phải thành tâm khấn mấy ngày. Nói cái này hơi cao siêu nhưng mà thiệt á. Giờ trên núi cấm lên đồng nhập cốt như cái chợ không ai quản luôn anh ơi, Thanh Yêu Bình nói. Tại vì những người mà có linh căn có điển thì dĩ nhiên là họ là có thần thông, thì những người đó biết Phật Di Lặc sắp xuất hiện, Kiệt sắp về núi cấm đúng không, thì cho nên họ gom về đó để họ chờ Đức Thầy xuất hiện. Nhập động là có thiệt nha quý vị. Thôi Ni Nguyễn nói chú làm ơn ghi âm cho đại chúng, làm gì làm âm báo à, âm báo Nam Mô A Di Đà Phật, âm báo là gì con, để nhắc nhở mọi người được không chú, ghi âm tất cả các clip này ở ngoài kia, tất cả các ai mà muốn có công đức được các chư vị khen thì cứ lấy clip của Kiệt, mà khúc nào Kiệt nói hay, hôm nay Kiệt nói livestream thì Tràng Giang Đại Hải nó nhiều quá người ta đâu có nghe kịp, nhưng mà Kiệt cũng đâu có rảnh đâu mà ngồi chọn lại khúc nào hay khúc đó. Ở ngoài kia ai lấy clip Kiệt lựa cái nào hay em để cho người ta dễ nhớ thì cứ cứ việc làm cái kênh, rồi cứ việc lấy clip của Kiệt để mà có công đức đó là tốt, đâu có gì đâu, Kiệt đâu có cản cái đó đâu, nên làm vừa được tiền của YouTube nữa. Thiên Minh Tiếng nói trên TikTok có mấy người cắt clip ngắn chú vậy cũng được, ok cũng tốt. Danh Dương nói chú giải thích mẹ Quan Âm khác mẹ Du Trì đi chú. Mẹ Phật Bà Quan Âm với mẹ Phật Du Trì là một, điển là một, cả Đức Phật Bà bên Công giáo đó, Đức Mẹ Maria cũng là vậy thôi, một không có khác gì hết nha. Tại mình phân biệt điển và các gì là thần thông, đâu có khác nhau gì đâu. Mình đọc chú của mẹ đó, quý vị muốn đọc chú tiếng Việt cũng vậy, án chiếc lời chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, hay là quý vị đọc nguyên câu thì khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cư tri ngã kim xưng tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thùy gia hộ Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cư Tri Nẵm Đát Địa Tha Án Trước Lời Chủ Lời Chuẩn Đề Ta Bà Ha, đó là chú của Phật Mẫu. Hoặc là quý vị thường kiệt đọc đó, là kiệt đọc Om
tha re thu tha re thu re sa ba. Thì Kiệt đọc bằng tiếng Phạn. Tại mẹ bên Tây Tạng là Rintara. Thì những vị cao tăng của Tây Tạng đó, mỗi lần mà khấn mẹ đó, là ngồi thiền đó, họ quán chiếu mẹ. Thì cái cách ngồi thiền á, mà đạt thần thông mà mở nhãn đó, cái cách ngồi thiền ngày xưa Kiệt chỉ mà quán chiếu mỗi giờ trên mạng có là cho người bình thường. Còn mở thần thông á, là mình quán chiếu như vậy. À, bắt ấn nào cũng được, tam muội hay là ấn ấn của mẹ cũng được, hoặc rồi mình đọc cái câu thần chú đó thare thu thare, thì mình quán chiếu cái khuôn mặt của mẹ là này, khuôn mặt mẹ, mẹ trái tim của mẹ là lòng từ bi thả ánh sáng phủ lên đầu của mình. Nó nhiều màu nghe, màu đỏ là mẹ nghiêm khắc, màu trắng từ bi đi, màu vàng đi, màu trắng đi. Mình cứ tưởng tượng màu trắng với khuôn mặt mà mẹ lên đầu của mình, ngồi thẳng lưng, hít thở đều đặn nha, phải theo dõi hơi thở nữa, và đồng thời quán chiếu cái luồng ánh sáng đó nó xuống cái đầu rồi xuống cái trái tim của mình, cứ nghĩa là tâm truyền tâm. Mà khi mình tưởng là mẹ tới đó nha, tại vì trong đạo Phật Mật tông nó